to the show. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt. Mọi người cùng đón xem đó là chương trình gì nào. Đúng vậy, cách để trở thành một rapper thực thụ. Hay đã mây mờ trên con beat old school baby. Bây giờ đâu cần thiết đâu cô rapper, hay là phải ở mic trong stone đêm ngày quên đời để luyện tiếp công phu. Võ công đi lên đi tên như T-Benz, Chess B, Randy, Annie, Candy, em Louis, Nike, Gucci, Pepsi, Teddy và cả 50 Cent. Nên là nếu như muốn làm rapper thực thụ thì việc đầu tiên cần làm là mày phải bận dừng lên, xong rồi viết ra mấy bài nhạc thật solid, nhưng phải thêm một mô típ là có hết những phần trên. Thế mới là rapper ác liệt, rác liệt, khác biệt, tác kịp rap việc xong. Phải up nhiều tên tâm phụ bù la ma cho các cộng đồng biết mình là người thiệt ngon. Yeah, check it. Và điều cần thiết nhất để mày trở thành một rapper thực thụ, mày có biết đó là gì không? Hãy thử suy nghĩ đi. Bài cần thiết là không quay tâm sang nghèo, hay đâu bây giờ toàn là không ngang kèo. Tiền bạc và chết tao sẽ không mang theo, chỉ có đức tin mai mai tao hô reo. Người được gọi tên đó là mới tao quen tao. Và tao sống một lý tưởng tên vào thánh Alaba. Xem tôn là con đường như kênh đạo Panama. Tao lúc đi về đích như là tên lửa đàn đạo. Tao ra vùng nổ lớn là tránh xa tao ra. Không bao là giờ quốc phong cho mai sẽ chứng tay tao tiền tiền. Ngủ trong vòng thủ để thanh rapper toàn diện. Nhờ một cuộc sống tao sung sướng giống như tiên. Hold up rapper nên chúng ta phải tuyệt quyền. Yeah, đó chính là những cách để mà trở thành một rapper thực thụ đó. Mà hãy làm theo đi. Nhưng mà đáng tiếc cho tụi mày, vì tụi tao là rapper thực công. Yeah, không thể chẳng tới với vì tụi tao khét. Dù mày ra sức, tao luôn cố gắng để ngôi nhà tao toàn rác. Như là khoa bức, hút tụi mày y như hút hầm cầu. Mở miệng ra cho phải tầm phút sau. Vị trí của mày ở dưới thấp nên là leo cho chấm đốt, thì cũng không lên được nốt cao. Tao đã từng khen mấy thằng ngu để cho tụi nó ngu tiếp, vậy mà không biết tôn thờ ân nhân. Nên là tao trợ cho tụi nó phải chết đứng, nhưng mà mấy cái thằng đờ là đồ ăn đăng. Tao vẫn còn đang tuổi thanh xuân nên là muốn hạ tao là viện vong. Lời lẽ mày nên thu hồi, vì như vậy trang sẽ các biển đông. Giống như là chuyện bốn mùa, mọi người chúng ta sẽ đẹp theo một cách, còn mày là nét đẹp tiềm ẩn. Càng tìm càng ẩn, đó là một phép. Trên mày như là mái hiên, nên tao thấy nó tụt mãi. Chắc mày hay nghe chúng mưa, nên là vô mày đụt vãi. Yeah, tao xin được đính chính tập bài này, đến hết tất cả những thằng rapper solid, trừ các anh em trong hội thánh Alaba, ok.